Xin kính chào quý vị và các bạn, và chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Tiền của mình trong video ngày hôm nay. Trong video ngày hôm nay thì mình lại tiếp tục với series về xe giường nằm, nhưng mà không phải là xe Taco Movie nữa. Hôm nay thì mình lại quay trở lại với dòng xe buýt, đó là dòng Samco Buýt. Hôm nay thì mình sẽ tiếp tục quay trở lại với Samco Primat. Đây là con Samco Primat H45B đời 2013 của mình. Con này thì hôm nay thì hành khách của mình đã lên xe hết rồi, nhưng mình đón khách ở một nơi mà khỉ ho cò gáy, nơi mà chó đá gàn sỏi đây, cái nơi mà không có một cái sự sống nào. Mình đang đón những cái vị khách gọi là những vị khách bí ẩn trong cái khu rừng gọi là cực kỳ là bí ẩn và ma ám. Và khách mình đã lên xe nằm đầy đủ hết cả rồi. Ôi giời ơi, Samco của mình hôm nay đã được đi chở khách. Video lần trước thì chỉ đi nhận xe, test xe thôi, nhưng mà hôm nay sẽ là video chở khách đầu tiên đi off-road luôn nhé các bạn nhé. Video lần trước thì mình đã đi off-road với xe Taco Mui Home với đội tuyển Olympic Việt Nam trong khuôn khổ vòng bán kết AFF Cup giữa Việt Nam và Philippines. Hôm đó thì mình đi quẩy và Việt Nam đã giành chiến thắng. Wow, một chiến thắng cực kỳ gọi là ý nghĩa đối với người hâm mộ, đúng không ạ? Trong này thì nói chung thì chở cổ động viên đi quẩy rồi mình phải chở lại sân vận động chứ, đúng không ạ? Đấy. Hôm nay thì liên đoàn bóng đá, nói chung thì anh chị em người hâm mộ nơi gọi là kỳ ho cò gái này có thuê xe mình chở đi ra sân vận động Mỹ Đình để tiếp tục với loạt trận lượt về giữa Việt Nam và Philippines. Bây giờ thì chúng ta sẽ nổ máy lên và chúng ta sẽ lên đường, phải không nào? Ok, con xe Samco của mình quá đẹp luôn. Con Samco này thì như mình có nói trong video lần trước, kính của nó là kính trước là kính liền, không phải là kính đôi, phải không ạ? Đây là kính liền này, yên tâm thì con này không mở full cốp đâu. Đấy, cho nên là cứ bật cần gạt nút thoải mái, cốp cửa nó không mở đâu, anh em cứ yên tâm. Hôm nay mình sẽ vừa chạy off-road mà vừa chạy test luôn cái bầu hơi của Samco này. Anh em muốn mua xe đừng quên là hãy liên hệ với Duy Cảm Minh hoặc là website LinkedIn của mình, có để trong phần mô tả của video. Ok, nói chung thì hành khách của mình đang lên xe nằm đầy đủ hết cả rồi đấy. Khi mà có khách lên xe phát là TV của mình nó mở kìa. Úi trời ơi, úi thật, úi trời, vãi chưa. Wow, đang xem phim gì đây? Để mình coi khách của mình đang xem phim gì đây. Mình không biết luôn ấy, mình chỉ biết lái thôi, còn phim tiếp thì phụ xe của mình mở. Ôi, một bộ phim Hàn. Ôi trời ơi, đằng trước đây cũng có TV rất là lớn đấy. Đây là các cái hệ thống giải trí trên xe của tài xế đây, có đầu FM, đầu radio, rồi đầu đĩa DCD, DVD, rồi là TV, rồi rất là đầy đủ tiện nghi. Rồi chúng ta lên đường luôn. Ok, cho ít nhạc nào anh Tài ơi. Yeah, bay, hôm nay chúng ta bay tiếp. Chết cha rồi, lộn nhạc rồi. Quẩy nào anh em ơi, quẩy ơi. Mình nhún rất là phê các bạn ạ. Ôi trời ơi, quá đã luôn. Bầu hơi này, bạn nhìn thấy bầu hơi nhún này. Wow, ôi trời ơi, nhún phê vãi luôn. Ôi, chạy đường này mà chạy bầu hơi thì đúng rồi, đúng phê rồi. Phê đừng hỏi luôn. Wow, quá đã. Yeah, bay, lên nóc nhà là lên nóc nhà, bắt con gà là bắt con gà. Nhún phê quá là nhún phê quá à. Wow, quá đã. Ừ.
cơm bầu hơi. Wow, mình thích cái bộ mâm này hơn so với bộ mâm của Hyundai. Mâm của Hyundai những xấu quất. Nếu mà bỏ mâm của Thakorin vô thì không hợp. Thôi thì để luôn cái mâm mâm Mỹ cho nó đẹp. Đây. Yeah. Hề quá anh em ơi. Mình sẽ không bình luận gì nhiều bởi vì nhạc rất là phê. Mình là một tài xế trẻ đúng không, mở nhạc thì đây với mic lên nữa là chạy khắp phê luôn, tốc độ không phải là hoàn là test hết tốc độ luôn không ạ. Ok, lên lên, yeah bầu hơi mà, yeah 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 yeah, phê phê. Mà
down softly. Wow, xe nhún rất là phê các bạn ạ, quá phê luôn, bầu hơi mà. Hôm nay chạy sang cô bầu hơi nhún phê vãi, cực kỳ là phê, như con tê tê. Các bạn ngồi trong cabin và ngồi nhìn bên ngoài, các bạn thấy là xe nhún cực kỳ là phê luôn, phê hơn cả tham cô mua hôm ngày hôm qua luôn. Mình sẽ không bình luận gì nhiều và tập trung việc lái cũng như là cảm nhận về âm nhạc. Yeah. Thank you.
take your time to be plunder. Stop.
Galaxy feat Team Amphi, David Thunder, and Mr. Fee. Ok, như vậy thì video của mình hôm nay thì cũng xin được phép kết thúc tại đây. Nó kết thúc tại một trạm gửi xe. Nói chung thì video ngày hôm nay thì mình chỉ chở khách ra ngoài này thôi. Đấy. Và khách sẽ được trung chuyển sang một con xe khác. Hôm nay thì đi test bầu hơi của Samco Primax 2013. Đấy, bầu hơi nún rất là phê các bạn. Chạy về xuống. Đấy. Và điểm cuối cùng của khách sẽ là tới vận động Quốc gia Mỹ Đình để tham dự lượt về trận AFF Cup giữa Việt Nam và Philippines. Hôm nay thì phần 1 của video hôm nay thì xin được phép kết thúc tại đây. Nếu có thể thì ngày mai mình sẽ livestream về con này, con Samco Primax 2013 chở khách từ đâu nhỉ? Từ Thanh Hóa đi ra Hà Nội. Đấy. Hôm nay thì mình mới đi từ vùng cao, từ vùng sâu vùng xa của Thanh Hóa. Cụ thể là ở đâu nhỉ? Ở đâu nhỉ? Thôi mình sẽ lấy đại một cái tên nào đấy đi. Ở vùng núi Quảng Xương đi, Quảng Xương Thanh Hóa đi. Đấy. Vùng cao Quảng Xương Thanh Hóa đi. Đấy, mình không nhớ rõ lắm. Đấy, anh em nếu mình nói thiếu nói sai thì anh em có thể bổ sung thêm. Không. Từ Thanh Hóa đi Hà Nội. Ra bến xe bên ra sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Ai hôm nay thì trải qua một chặng đường cực kỳ là treo, cực kỳ là nhiều đèo đồi núi nhạc cực kỳ là phê, tài xế cứ lắc lư theo điệu nhạc nên là chạy có những khúc cua hoặc có những cái va chạm hơi nhẹ nhẹ. Ai hôm sau thì chắc tài xế sẽ chạy kỹ càng hơn. Ok. Cũng như hồi nãy thì con xe này thì được do anh Trần Đình Quốc An edit và làm và được phân phối bởi Dư Khả Minh. Anh em nào có nhu cầu mua thì đừng quên ghé thăm website của Dư Khả Minh, đó là website của Linh Tinh, để biết thêm nhiều các thông tin chi tiết. Hiện tại giá con xe này được treo giá khoảng 80k tới ngày 5 tháng 12, nghĩa là còn khoảng một ngày nữa. Đấy. Ngày mai là ngày hạn chót, video này mình thực hiện vào ngày 4 đấy không ta, hôm nay mình thực hiện vào ngày 4, nếu sai thì anh em bỏ quá. Đấy. Và lần nữa thì xin cảm ơn và xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video tiếp theo. Nếu thấy hay đừng quên nhấn like và subscribe kênh của mình nhé. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.